Chào các em, chúng ta giải tiếp nick khác về limit của khối lớp 7 vòng thứ 6. Bài làm đầu tiên. Sắp ô giá trị tăng. Wow. Để tùm lum la hết. Các em chuẩn bị một tờ nháp để ghi kết quả ha. Cũng dễ thôi các em. Những bài này thì ở trong khóa học V71 thì thầy đã lấy làm mẫu khá nhiều rồi. Bài thứ nhất. Cái ô thứ nhất, các em nhân chéo lên là trừ x mũ 2 sẽ bằng trừ 109 mũ 2. Như vậy là bỏ hai dấu trừ đi, què mà. Như vậy suy ra là gì? Suy ra x sẽ bằng cộng hoặc trừ 109. Nhưng mà ở đây người ta đòi hỏi x nhỏ hơn 0, vậy các em lấy x bằng âm 109 ha. Rồi x bằng 109. Âm 109. Bài tiếp theo. Ta giải theo cái kỹ thuật mà thầy đã dạy trong khóa học V71 ha. Khóa học V71 thầy giảng cái loại toán này rất kỹ các em nhé. Rồi đầu tiên ta coi như là A là 2,1 phần, B là 2,8 phần. Vậy ta có 5 nhân 2,1 phần trừ cho 4 nhân 2,8 phần. Thì người ta cho bằng âm 1 rồi. Như vậy mỗi phần là mấy, nó đã tính ra. Bây giờ A bình sẽ là 2,1 phần bình lên. Rồi cộng cho B sẽ là 2,8 phần bình lên. 25 các. Như vậy nếu tham gia khóa học của thầy thì các em sẽ giải rất là nhanh, đúng không? Cực kỳ nhanh luôn. Còn nếu giải bằng kiến thức chuẩn trên lớp á, thì bài này chắc các em phải mất 5-10 phút. Không có ít đâu. À. Bây giờ thầy giải theo kiến thức ở trên lớp nè. Từ đề cho các em sẽ có A trên 2,1 là bằng B trên 2,8. Đó. Thì nó sẽ bằng luôn gì? Phân số thứ nhất thì nhân cả tử và mẫu cho 5. Ở dưới là 5 nhân 2 là 10. 10,5. Phân số thứ hai thì nhân cả tử và mẫu cho 4. 4 nhân 2,8 là bằng 11,2. Rồi thầy lấy tử trừ tử. 5A trừ 4B thì đề cho rồi là bằng âm 1. Còn 10,5 trừ cho 11,2 thì bằng âm 0,7. Âm 0,7. Như vậy là gì? Như vậy là từ đây chúng ta suy ra là A sẽ bằng nhân chéo trên ngang thôi ha. Cái này các em bỏ dấu trừ ở tử và mẫu luôn đi. 1 phần 0,7 đi. A sẽ bằng 2,1 nhân 1 chia 0,7 tức là bằng 3. Còn B sẽ bằng 2,8 chia 0,7 là sẽ bằng 4. A bằng 3, B bằng 4 thì là A bình cộng B bình là 3 bình cộng 4 bình là bằng 25 à. Đó, giải toán học là giải như thế. Bài dưới. Nếu các em tham gia khóa học rồi thì nó cũng trở nên đơn giản, đúng không? Cái bài này thầy giải ở nít trước rồi các em nhé. Giải ở nít trước rồi. Các em trở lại nít trước, các em coi cho kỹ. Ở nít trước thầy giải rồi.
Hãy giảng lại sơ sơ thôi. A phần 2 và B phần 3 là hai bên đang bằng nhau. Thầy nhân mỗi bên cho 1 phần 4 thì thầy có A phần 8 sẽ bằng B phần 12. Rồi B phần 4 bằng C phần 15 thì mỗi bên thầy nhân với lại 1 phần 3 thì thầy có B phần 12 là bằng C phần 15. Em trở lại nét trước em coi ha. Như vậy tới lúc này thì hai cái này bằng nhau được rồi. Hai cái thì bỏ bớt một cái đi. Từ đây suy ra A là 8 phần, B là 12 phần và C là 15 phần. Vậy A cộng B là 8 phần cộng 12 phần là 20 phần. Trừ C là trừ 15 phần là còn 5 phần. 5 phần là bằng 3 để cho. Vậy 1 phần là bằng 3 phần 5. 3 phần 5. Trong đó A cộng B cộng C sẽ là bằng 8 phần cộng 12 phần cộng 15 phần, tức là 35 phần luôn. Vậy là kem lấy 35 nhân cho 3 phần 5 thì nó sẽ bằng là 21. Thấy nha, 21. Bài này ta cũng giải bằng cái kỹ thuật mà thầy đã dạy ở trong khóa học V71 ha các em ha. Đây, A trên 4 bằng B trên 7. Rồi A nhân B thì bằng 28. Nếu dùng kỹ thuật trong khóa học đó thì sao đây? A là 4 phần, B là 7 phần. Như vậy là 1 phần là sẽ bằng 1 hoặc là trừ 1. Vậy đáp án sẽ bằng là 3 cái. 3. Sao lại ra nhanh dữ vậy? Thì các em tham gia khóa học các em sẽ biết thôi. Còn giờ thầy giải giống trên lớp em nhé. Ở trên lớp là như sau. Tử này thì suy ra là nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất ở tỷ số thứ nhất cho B. Như vậy các em sẽ có gì? AB là thay đổi thành 28, còn ở dưới là 4B để nguyên. Tới đây thì nhân lên 4B nhân B nữa thì bằng 28 nhân 7. Đúng không? Từ đây suy ra là B mũ 2 sẽ bằng 28 nhân 7 chia 4 bằng 49. Từ đây các em suy ra gì? Có hai trường hợp. Hai trường hợp. Là B nó bằng 7 hoặc là B bằng trừ 7. Nếu B bằng 7 á, thì suy ra A sẽ bằng 28 chia 7 là bằng 4. Nếu B bằng trừ 7 thì suy ra A sẽ bằng 28 chia trừ 7 là bằng trừ 4. Và cả hai trường hợp này thì các em lấy A trừ B á, là nó bằng âm 3 hoặc là 3 thôi. Vậy giá trị tuyệt đối của nó là bằng 3, đúng rồi. Một trường hợp là trừ nhau ra 3, một trường hợp là ra âm 3 thì lấy giá trị đối là ra 3 hết. Trừ 2,1 để cho ghi lại rồi. Bài này nhân chéo rồi, chia ngang thôi. Âm 2,8 nhân 4 chia 3,5 bằng âm 3,2. Bài này bấm máy cho nó khỏe. Trừ, mở ngoặc, 2 phần 7
cộng 2 phần 9 trừ 5 phần 3 cộng cho phân số âm 5 phần 7 trừ cho 16 phần 9 âm 4 phần 3 thôi, tức là âm 1,33. Bài này thì ở nít trước thầy làm kỹ rồi, thầy giảng kỹ lắm ha. Bài này thầy ghi đáp án thôi, 2,5. Các em trở lại nít trước mà coi. Bài này nít trước cũng giải rồi mà quên mất rồi. Giờ thầy tính lại. 2 phần 15 x là số hàng ngoài đúng không? Lấy hai số hàng trong nhân nhau. 2 phần 5 nhân cho trừ 3 phần 4, hai số hàng trong nhân nhau rồi chia cho số hàng ngoài rồi chia tiếp cho 2 phần 15, kết quả là âm 0,75. Bài này A là âm 3 phần, B là 5 phần, thì cộng lại là ra 2 phần, 2 phần bằng 4 thì mỗi phần bằng 2. Mỗi phần bằng 2 thì nhân nhau là trừ 15 nhân 2 là trừ 30 em. Các em tham gia khóa học V71 thì các em sẽ làm bài này trong tích tắc, chưa tới 30 giây ha. Rồi giờ ta chọn đáp án nhỏ nhất là âm 109. Tiếp theo là âm 30. Đây. Rồi tới âm 3,2. Âm 2,1. Âm 1,333. Âm 0,75. Tới 2,5. Tới 3, tới 21 và tới 25. Vậy ta đã hoàn thành xong bài thi thứ nhất. Tiếp theo là qua bài toán số 2. Biểu thức nào đúng? Này là sai nè. Này sai nè. Vậy chỉ có cái này cũng sai luôn các em. A trên B bằng C trên D. Không được. Biểu thức đúng là biểu thức nào? Ủa chà. A trừ C trên B cộng D là đâu có được. Đây là trên trừ dưới cộng đâu được. Cái này là A trên B bằng C trên D. Liệu có bằng A cộng B trên C cộng D không? Không được, sao bằng được? Này. Rồi, bây giờ mình làm đi. Suy luận đi. A trên B mà bằng C trên D thì giả sử nó bằng K đi. Hai cái này bằng nhau thì cùng bằng K nào đó đúng không? Bây giờ các em tính mấy cái thằng đằng sau này, coi thì nó có bằng mấy thằng trước không. Thì tôi nghi nghi thằng này là đúng nè. Bây giờ A trên B bằng C trên D bằng K thì A sẽ bằng B nhân K, còn C là bằng D nhân K. Bây giờ thử A trừ D trên B trừ C thử coi. A trừ D trên B trừ C thì nó sẽ thành gì? A nó sẽ đổi thành BK. BK trừ D đúng không? Còn B thì để nguyên, trừ C tức là trừ cho DK.
thì hai cái này không có có cơ sở nào mà bằng nhau hết đó. Thì thử a cộng d coi, a cộng d trên b cộng c cũng vậy à, a là bằng bk, bk cộng d, còn dưới này là b cộng dk, đâu có lý do nào bằng nhau đâu các. Thì qua bên này a cộng b trên c cộng d ta thay đổi thành bk, cùng b để nguyên, c thay đổi thành dk, cùng d giữ nguyên. Rồi ở trên tử thầy rút b ra làm thừa số dùng chung, mình tính chất phân phối. Đây b nhân 1 nè, dưới này d nhân 1 nè. Lấy b ra ở trong là còn k cộng 1. Ở dưới cái mình lấy d ra là ở trong cũng còn k cộng 1. À chà. Rồi rút gọn. Rút gọn k cộng 1 với k cộng 1 là còn lại là b trên d. Đúng không? Vậy cái này là bằng b trên d. Rồi tiếp tục. Vậy nó không có bằng. Ở dưới coi. A trên B bằng C trên D. Thì sao mà bằng A trừ C trên B cộng D được ta? Vô lý thì. A B C D. A trừ D trên B trừ C. Coi các biểu thức là xác định biểu thức nào sau đây là đúng. Này là cũng đúng rồi nè. Này cũng đúng. A cộng B trên C cộng D thì nó bằng A trên C trên B cộng D thôi. Nghi nghi cái này mà cái này nó lại không đúng rồi. B trên D, B trên D thì nó đâu có bằng A trên B với C trên D đâu. A cộng D trên B cộng C, A cộng D. A cộng D. Không được. Đây trừ đây cộng sẽ đúng được. Ở đây thì không thể đúng rồi. A trừ D trên B trừ C. BK cộng D. D thì bằng C trên K đúng không? Không có lý do nào mà đúng hết. Sai, đề sai này. Nó sao bằng được. Rồi A là 3 phần, B là 7 phần, cộng lại là 10 phần. Vậy mỗi phần là 0,7. Mỗi phần là 0,7. Rồi 5 x 3 phần là thành 15 á. 15 mà trừ 3 nhân 7
là trừ 6 phần, trừ 6 nhân 0,7, trừ 21/5, tức là trừ 4,2. Đây, các em tham gia khóa học V71, các em sẽ làm rất nhanh như thầy ha, trừ 4,2. Còn không thì các em cứ làm như trên lớp, tìm ra AB rồi là lấy 5 nhân A trừ 3 nhân B. Cái này rơi vào cái loại giá trị nhỏ nhất ở trong chuyên cái khóa học V71 của thầy các em nhé. Thì hai cái này là cái nào cũng không âm hết, mà cộng lại là đòi bằng 0 như vậy. Từng cái này phải bằng 0. Vậy x sẽ bằng 2,2, y sẽ bằng trừ 2,6. Tham gia khóa học V71 thì mấy cái đó quá nhẹ nhàng. A trừ B tức là trừ 1,6 phần trừ cho 4,8 phần là bằng trừ 6,4 phần. Rồi lấy 12,8 chia cho trừ 6,4 thì mỗi phần sẽ bằng trừ 2. Mỗi phần bằng trừ 2 thì A cộng B là bằng gì? Âm 1,6 cộng 4,8 là bằng 3,2 phần mà nhân cho trừ 2 thì bằng trừ 6,4, lấy trị tuyệt đối nữa là bằng 6,4. Đây đáp án này các em, hoặc các em giải như trên lớp ha, tìm AB xong rồi ráp rồi cộng lại tính giá trị tuyệt đối. Còn đây thầy đã trải qua khóa học V71 rồi cho nên thầy làm rất nhanh. Có bao nhiêu số nguyên x mà thỏa mãn cái này nhỏ hơn 4? Sử dụng kỹ thuật mà thầy đã dạy ở khóa V71 luôn ha. Ta dùng chức năng tính hàng loạt á. Hai x trừ 2 cộng cho 2x trừ 6 rồi ta đếm coi có bao nhiêu số thỏa mãn nè, nhỏ hơn 4 phải không? Nhỏ hơn 4 không có kìa, bởi vì giá trị nhỏ nhất của nó là 4 mà đó. Nếu dùng khoa học V71 thì các em làm cũng nhanh như thầy á, còn nếu dùng toán học thì các em sẽ làm như sau. Dùng kỹ thuật toán học, kỹ thuật bất đẳng thức trong toán học thì các em làm như sau. Đó là gì? Giá trị tuyệt đối của 2x trừ 2 cộng cho giá trị tuyệt đối của 2x trừ 6 thì thầy ghi là 6 trừ 2x cũng được, đâu có sai đâu. Giá trị đối ra nó dương hết mà, thì nó sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của 2x trừ 2 cộng cho 6 trừ 2x, tức là cái này nó sẽ lớn hơn bằng 4. Tóm lại là giá trị nhỏ nhất của hai cái giá tuyệt đối này cộng lại là luôn luôn lớn hơn hoặc bé nhất bằng 4. Mà ở đây người ta lại đòi là nhỏ hơn 4 thì không có ha, không có. Các em tham gia khóa học V71 á, các em sẽ nắm vững được cái bất đẳng thức này thôi ha. Cái này người ta gọi là bất đẳng thức ha. A 2 phần, B 3 phần, C 4 phần. C là phải 4, C là phải đi 4. Đây này, C 4 phần, A 2 phần và B là 3 phần. Nó đây tương ứng thôi, trời có gì đâu mà cũng hỏi. Rồi ta dùng tính chất tỷ lệ thức cho làm. 5 chi x là đang là số hạng trong, thì ta lấy hai số hạng ngoài nhân nhau, 3/7 nhân 5/4 rồi chia cho số hạng trong kia, tức là chia cho trừ 3/2 là được trừ 5/14. Rồi lấy 5 chia cho trừ 5/14 là đáp án là trừ 14. X sẽ bằng trừ 14.
Rồi, bài này trong khóa học có ha. Bài mẫu của khóa học. X sẽ bằng 1. Cái này không âm, cái này cũng không âm. Cộng lại mà đòi bằng 0 thì từng cái này phải bằng 0. Vậy x sẽ bằng 1, còn y sẽ bằng 3. X bằng 1, người ta hỏi x thôi mà. Rồi, cho hai số thỏa mãn điều này. Hãy tìm A và B. Như vậy A sẽ bằng 2,24 phần, B sẽ bằng 3,36 phần, rồi A bình chia B. A bình chia B sẽ bằng gì? Sẽ bằng này bình nè, sẽ bằng cái này bình. Ở dưới là 3,36k. Tới đây ở trên tử các em dùng tính chất lũy thừa của một tích, các em tách ra là bằng 5,0176 k bình, à, k bình. Ở dưới là 3,36 k. Rồi các em rút gọn phân số ha, k bình rút với một cái k ở dưới là hết. Vậy ở trên tử còn một cái k, còn 5,0176 các em chia cho 3,36 rút gọn thì bằng 1, đổi ra phân số đi, thì bằng cuối cùng là nó bằng là 112k trên 75. Mà theo đề á thì cái A bình chia B là bằng 2. Như vậy là cái này bằng 2 nè. Cái này bằng 2 thì các em suy ra K sẽ bằng gì? K sẽ bằng 75 nhân 2. Rồi đem chia cho 112 là bằng 75 phần 56. Sao số 6 dữ ta. Rồi khi đó A sẽ bằng gì? A thì bằng 2,24k. Tức là các em lấy 2,24 nhân cho 75 phần 56 và A bằng 3. B thì bằng 3,36k. Mà K là bằng cái này nè. Để các em lấy là 3,36 nhân cho 75 phần 56 bằng 4,5 kia. 9 phần 2 4,5. Vậy cái cặp đó là 3,4,5. Đây nó đây. Bài khó rồi đó, bắt đầu khó rồi đó. Tỷ số nào dưới đây không lập thành tỷ lệ thức? Các em lấy cái chia nhau coi nó bằng không. Giờ thầy lấy 3,5 chia 5,5 và trừ cho cái tỷ lệ thức kia. À xin lỗi, trừ cái tỷ số kia, 2,4/5 chia cho 4,2/5. Nếu nó bằng 0 là ok. Ồ bằng 0, ngay cái đầu tiên bằng 0 luôn. À cái này là tỷ lệ thức, người ta hỏi cái nào không lập được tỷ lệ thức mà. Thì thử qua cái thứ hai. 52,2/5 chia cho 65,1/2 rồi trừ cho 5/4. Ở đây đây không có bằng 0 nè, vậy nó không phải tỷ lệ thức. Đề cũng khó lắm,
dễ ăn đâu. Bài thi số 3, vượt chướng ngại vật. Hy vọng là gặp mấy câu khó khó. Nhưng chéo chia ngang kìa. Trừ 10 nhân 3,6 chia 2,5 bằng trừ 14,4. Như vậy là x cộng 7 sẽ bằng 2, hoặc là x cộng 7 bằng trừ 2. Nếu x cộng 7 bằng trừ 2 thì x sẽ bằng trừ 9. Còn nếu x cộng 7 bằng 2 thì x sẽ bằng trừ 5. Hai đáp án. Tới vòng này sao lại dễ vậy? Rồi bài này thầy mới giải giống như cái bài hồi nãy. Ở vòng số 1, bài thi số 1, số 2 gì đó. Ha. Giờ là giải lại à. A nó sẽ bằng 2 phần. B nó sẽ bằng 3 phần. Như vậy A nhân B sẽ bằng 2 phần nhân cho 3 phần. Và sẽ bằng 6 phần bình phương. Và theo đề là người ta cho bằng 54. Từ đây các em suy ra là gì? Các em suy ra là K mũ 2 sẽ bằng 9. Từ đây suy ra có 2 tình huống. K bằng 3 và K sẽ bằng trừ 3. K bằng 3 thì suy ra A cộng B là bằng 5K, tức là bằng 5 x 3 là thành 15. Còn ở dưới K bằng trừ 3 thì suy ra A cộng B sẽ bằng 5K, tức là bằng 5 x trừ 3 là bằng trừ 15. Người ta hỏi gì? Người ta hỏi giá trị nhỏ nhất của A cộng B thì ta lấy trừ 15, chứ lấy 15 nó lớn hơn rồi. Trừ 15. Bài này ở nít trước thầy có giải rồi nha. Góc BAX bằng 70 độ. Từ B kẻ đường thẳng BI song song S. Rồi BC vuông góc với AB. C thuộc AS. Thì góc ACB sẽ bằng 20 độ. BAS bằng 70. Từ B kẻ đường thẳng BI song song S. Rồi BC vuông góc với AB. Tính góc ACB bằng 20. Trời, vậy cho BI làm chi trời? Ôi trời, nhìn rối dữ vậy. Không có gì khó. Bài này dễ thôi. Bài này các em làm theo kỹ thuật ở trong khóa V71 thì giải cái mục ha. Từ cái rối rắm nó trở về đơn giản liền. Đầu tiên là kết nối hai dữ kiện lại đó. A trên 2 là bằng B trên 5. Rồi B trên 4. B trên 4 là bằng C trên 3. Đó. Bây giờ bên này A phần 2 bằng B phần 5 thì thầy nhân hai bên cho 1/4. Như vậy đây sẽ thành 20. Còn bên này sẽ thành 8. 4, 2, 8, 4, 5, 20. Còn bên kia thầy nhân hai bên cho
cho 1 phần 5 thì sẽ bằng 20. Bên này là 10, 15. Rồi, bắt cầu được rồi. Như vậy từ đề cho ta suy ra là A là bằng 8 phần. 8 phần. Còn B là bằng 20 phần. Còn C là bằng 15 phần. Rồi. Mã gì đây? Mã AB trừ C bình thì lại bằng trừ 10,4. Vậy kem có điều gì? A nhân B tức là 8K nhân cho 20K trừ C bình tức là 15K bình. Là bằng trừ 10,4. Rồi 8 x 20 là 160 K bình trừ cho 225 K bình. Vậy nó bằng trừ 10,4. Tới lại 160 mà trừ cho 225. 160 trừ 225 thì bằng trừ 65 kìa. Trừ 65 K bình là bằng trừ 10,4. Từ đây các em suy ra K bình là bằng 10,4 chia 65 là bằng 0,16. 0,16. Từ đây ta suy ra hai trường hợp. Suy ra hai trường hợp. K nó bằng 0,4 hoặc là K bằng trừ 0,4. K bằng 0,4 thì suy ra A cộng B cộng C là bằng bao nhiêu phần nhỉ? A là 8 phần, B là 20 phần, C là 15 thì cộng lại là 43 phần. 43 phần. Ở dưới cũng vậy thôi. Mà ở trên á, một phần là nó bằng 0,4, tức là 43 nhân cho 0,4. Ở dưới là nhân với số âm. 43 nhân cho âm 0,4. 43 nhân 0,4 thì bằng 17,2. Ở dưới là trừ 17,2. Như vậy cả hai trường hợp ta lấy giá trị tuyệt đối nó đều ra là 17,2. Như vậy là ta đã hoàn thành xong bài thi số 3. Các em nhớ đăng ký khóa học V71 và sau này thầy sẽ mở nhiều khóa nữa. Thầy sẽ mở các khóa học thêm toán lớp 6, 7, 8, 9. Học thêm sẽ bám sát kiến thức mà các em đang học ở trên lớp để giúp các em làm bài kiểm tra tốt hơn rồi nâng cao lên để sau này các em có nền tảng để học lớp 8, lớp 9, thi học sinh giỏi, thi trường cấp 3, trường chuyên, vân vân. Mọi thủ tục đăng ký rất là đơn giản ha. Học phí thì không có bao nhiêu, toàn khóa chỉ có 100.000. Chủ yếu là lan tỏa kiến thức thôi nha. Các em nên tham gia nếu có hứng thú. Bây giờ ta chia tay nhau, hẹn gặp nhau ở nick khác.